Bộ Công Thương có vai trò quan trọng trong chương trình chuyển đổi số quốc gia là đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban cải cách hành chính của Chính phủ, về công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương tại Hội nghị Tổng kết Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Công Thương vừa được tổ chức tại Hà Nội. Giai đoạn 2016-2019, công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương đã có sự chuyển biến tích cực. Vị trí xếp hạng chỉ số cải cách hành chính Parindex của Bộ liên tục có những bước tiến vượt bậc. Năm 2018, giữ vị trí thứ 5 trên 18 Bộ, cơ quan ngang bộ cũng trong giai đoạn từ 2015 đến tháng 6 năm 2019, bộ đã chủ trì xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hơn 187 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều văn bản quan trọng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ như luật cạnh tranh, luật thương mại, luật bảo vệ người tiêu dùng, pháp lệnh quản lý thị trường. Về hội nhập quốc tế, tham gia ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế ở cấp bộ, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Nhật Bản, Chile, Liên minh kinh tế Á Âu, Hàn Quốc, các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương trong khuôn khổ hiệp định CPTPP với Liên minh châu Âu. Bộ Công thương cũng là một trong những bộ đi đầu trong công tác xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành giai đoạn 2011-2015, bộ đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa đối với 192 thủ tục hành chính. Giai đoạn 2015 đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa 514 thủ tục hành chính, cắt giảm 880 trên 1.216 điều kiện kinh doanh trên những lĩnh vực Bộ Công Thương Quản lý. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong giai đoạn 2016-2019, số đơn vị đầu mối thuộc bộ giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị, số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 123 phòng, giảm 74 phòng. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được nâng cao. Trong giai đoạn 2011-2020, Bộ Công Thương đã ban hành rất nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chính phủ điện tử nhằm đẩy mạnh việc triển khai chính phủ điện tử tại bộ qua đó nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương gắn chặt với nghiệp vụ phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trong đó điểm nổi bật là công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến tại cổng dịch vụ công trực tuyến.